Hay da, ai lại bỏ cái chậu đẹp này ở đây vậy? Không ai xài là mình đem về xài đó nha. Xà lơ đó mấy bạn. Mình bỏ đó chứ ai mà đi bỏ cái chậu xanh mơn mởn như vậy ở ngoài đường. Chẳng qua là dạo này mình không thích nuôi cá trên hồ kiến nữa, cũng chẳng thích nuôi cá trên thùng nhựa luôn, mà mình lại thích nuôi nó ở trong mấy cái chậu cây này. Cái sở thích lạ lùng dễ sợ. Mà có vậy chứ nhiều người có sở thích giống mình lắm nha, chứ không phải một mình đâu à. Nước đã bơm xong thì ta đi kiếm cá bỏ vô thôi. Bọn này là HP Red nè, nhìn tụi nó dạng dễ sợ chưa. Nhưng mà mình sẽ không thả tụi nó vào cái chậu cây đó đâu, xấu lắm. Mà mình sẽ chọn Dumbo. Đối với mình thì cái dòng Dumbo luôn là cái dòng đẹp nhất khi thả top view, tại tay bơi tụi nó bự quá trời, nó bơi nhìn đã mắt dã man luôn. Lúc nào trước khi thả cá cũng phải cho tụi nó quen nguồn nước mới trước nha, và nhỏ anti stress vào. Nếu bạn có sẵn, bạn có thể trang trí thêm lục bình và rong cho nó đẹp hồn, nhưng mình thì lại thích chơi với bèo cám, tạo bóng mát và nơi ẩn nấp hoàn hảo cho bọn cá bảy màu của mình, và quan trọng là nó đẹp. Và đây là phong cách giếng trời. Mỗi lần cho ăn rải cám vô cái lỗ này thì tụi nó bu lại, nhìn nó đã gì đâu á.